Tiểu sử Hoa hậu Võ Lê Quế Anh, sau hơn một tháng tranh tài 36 thí sinh của cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2024 chính thức bước vào chung kết. Đêm thi quyết định diễn ra tại Phan Thiết, Bình Thuận, thu hút nhiều sao đình đám cũng như đông đảo khán giả theo dõi. Mở đầu đêm thi, top 36 mang đến cho khán giả tiết mục đồng diễn bùng nổ. Sau đó các cô gái xinh đẹp lần lượt trải qua các phần thi như hô tên, áo tắm, dạ hội, hùng biện. Sau các phần thi, top 5 xuất sắc gọi tên lần lượt là Phạm Thị Ánh Vương, Võ Lê Quế Anh, Vũ Thị Thu Hiền, Lâm Thị Bích Tuyền và Lê Phan Hạnh Nguyên. Top 5 Miss Grand Việt Nam 2024 bước vào phần thi cuối cùng, cũng là phần thi ứng xử. Mỗi thí sinh nhận được câu hỏi riêng từ ban giám khảo. Và sau những giây phút hồi hộp, vương miện danh giá cũng tìm được chủ nhân mới. Đó chính là người đẹp Võ Lê Quế Anh đến từ Quảng Nam. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Á hậu 4, Phạm Thị Ánh Vương, Á hậu 3, Lâm Thị Bích Tuyền, Á hậu 2, Vũ Thị Thu Hiền, Á hậu 1, Lê Phan Hạnh Nguyên. Tối ngày 3 tháng 8 năm 2024, đêm chung kết cuộc thi Miss Grand 2024 diễn ra tại Phan Thiết, Bình Thuận với sự tranh tài của 36 người đẹp. Ngồi ghế giám khảo đêm chung kết có Hoa hậu Hà Kiều Anh, trưởng ban giám khảo, nghệ sĩ Vương Duy Biên, phó ban giám khảo, Hoa hậu Thùy Tiên, Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân, người mẫu Minh Tú, diễn viên Quốc Trường và nhà thiết kế Đỗ Long. Tân Miss Grand Việt Nam 2024 gọi tên Võ Lê Quế Anh. Sau các phần thi hô tên trình diễn trang phục áo tắm, trang phục dạ hội thuyết trình về hòa bình, ban giám khảo chọn ra top 5 bước vào phần thi ứng xử gồm Phạm Thị Ánh Vương, Võ Lê Quế Anh, Vũ Thị Thu Hiền, Lâm Thị Bích Tuyền và Lê Phan Hạnh Nguyên. Ban tổ chức trao danh hiệu Á hậu 1 cho Lê Phan Hạnh Nguyên, danh hiệu Á hậu 2 thuộc về Vũ Thị Thu Hiền, danh hiệu Á hậu 3, 4 lần lượt trao cho Lâm Thị Bích Tuyền và Phạm Thị Ánh Vương. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ như phần hô tên ấn tượng Nguyễn Vĩnh Hà Phương, giải thưởng do khán giả bình chọn Nguyễn Thị Lan Hương, trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất Bùi Lý Thiên Hương, video giới thiệu hay nhất Lâm Thị Bích Tuyền, catwalk hay nhất Trần Thị Thùy Trâm, thuyết trình về hòa bình Khuất Nguyễn Bảo Châu. Ban tổ chức trao giải thiết kế khảm xà cừ của nhà thiết kế Nguyễn Ngọc Tứ, đội huấn luyện viên Nguyễn Minh Công, đoạt giải trang phục văn hóa dân tộc đẹp nhất. Còn giải trang phục văn hóa dân tộc đẹp nhất do khán giả thuộc về nhà thiết kế Điện Gió Bạc Liêu, do tác giả Phạm Hoàng Bảo, đội huấn luyện viên nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng. Quế Anh cao 1m72, số đo 3 vòng lần lượt là 78, 62, 89 cm. Người đẹp tốt nghiệp ngành ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Huế. Cô có các chứng chỉ tiếng Hàn B2, hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Hiện cô đang làm việc tại một công ty du lịch Hàn Quốc. Tại vòng sơ khảo, thí sinh gây ấn tượng với vóc dáng cân đối, nụ cười tươi tắn, phần hát rap tiếng Hàn. Cô từng là Á Khôi Đại học Huế 2020, vào top 40 Hoa hậu Việt Nam 2020, Á hậu 1 du lịch Đà Nẵng 2022. Quế Anh nói các cuộc thi sắc, nhan sắc đã dạy cô sự tự tin, kỹ năng giao tiếp, trình diễn, giúp bản thân phát triển toàn diện, mở rộng mối quan hệ và thuận lợi hơn trong công việc. Quế Anh cho biết tại cuộc thi năm nay, cô được Á hậu 3 Miss Grand 2022, Trần Nguyên Minh Thư, bạn cùng thi Hoa hậu du lịch Đà Nẵng 2022, động viên đưa ra nhiều góp ý. Cô muốn thực hiện hóa dự án cộng đồng về giáo dục thanh thiếu niên. Cô tin giáo dục là nền tảng quan trọng để giải quyết vấn đề xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm bạo lực và tăng cơ hội cho mọi người. Quế Anh tiết lộ, cô thường tập yoga, chạy bộ, đọc sách và nghe nhạc để nâng cao sức khỏe, tinh thần. Cô ủng hộ xu hướng sống tối giản để bảo vệ môi trường bằng cách tái sử dụng và giảm rác thải. Cô yêu thích các sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam thay vì đồ nhựa. Trước chung kết, Quế Anh lọt vào top 5. Cô đặt mục tiêu theo đuổi âm nhạc trong 5 năm tới. Trong đêm chung kết tối mùng 3 tháng 8, Quế Anh nhận câu hỏi từ ban giám khảo Đoàn Thiên Ân. Bạn nghĩ gì về vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ đất nước trong lịch sử và ngày nay? Người đẹp Quảng Nam cho rằng từ xưa, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với đức tính kiên cường anh hùng đã được chứng minh qua Bà Trưng, Bà Triệu. Người phụ nữ hiện đại ngày nay đang góp phần vào nhiều khía cạnh xã hội như tham gia vào bộ máy nhà nước, nghiên cứu khoa học. Người phụ nữ hiện đại không quên giá trị truyền thống như chăm sóc con cái, giáo dục. Hôm nay tôi đứng trên sân khấu mang một ước mơ đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Đó cũng là mục tiêu trong tương lai của tôi, Quế Anh trả lời. Quế Anh giành quyền thi Miss Grand International 2024 tổ chức tháng 11 ở Thái Lan và Campuchia. Trong những bức ảnh từng được người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy nàng hậu sở hữu làn da trắng mịn màng, sống mũi cao cùng nụ cười má lúm, rạng rỡ. Đặc biệt làn da sau lớp trang điểm của tân hoa hậu dường như rất khỏe mạnh. Với những bức ảnh đời thường mộc mạc, Võ Lê Quế Anh được nhận xét trông đúng tuổi, có nụ cười dễ mến.
Phong cách thời trang đời thường của tân hoa hậu cũng tối giản, cô thường chọn những trang phục nữ tính phong cách gợi cảm và vừa phải. Hà Kiều Anh, trưởng ban giám khảo Miss Grand 2024 cho rằng chiến thắng của Võ Lê Quế Anh hoàn toàn xứng đáng. Theo cô, ban giám khảo đã trải qua hai lần họp căng thẳng với nhiều tranh luận để đi đến sự thống nhất về mặt kết quả. Để chọn người chiến thắng, chúng tôi đã trải qua quá trình dài tiếp xúc với thí sinh. Một hoa hậu phải hội tụ nhiều yếu tố. Bên cạnh đó, cô gái chiến thắng còn phải dự thi quốc tế nên vấn đề ngoại ngữ rất quan trọng, Hà Kiều Anh nói. Về những so sánh giữa Võ Lê Quế Anh và Á hậu Lê Phan Hạnh Nguyên, Hà Kiều Anh cho rằng ở độ tuổi 27, người đẹp Đồng Tháp nhiều kinh nghiệm hơn, trong khi đó Quế Anh còn rất nhỏ nên cần có thời gian để phấn đấu. Giống như trường hợp của Tiểu Vi ngày xưa, tôi nghĩ mọi người nên cho Quế Anh một thời gian để chứng minh. Riêng tôi, tân hoa hậu là cô gái có học thức, hiền lành, thông minh và biết chia sẻ với người khác. Điều quan trọng cô ấy nói tiếng Anh cũng tốt, hoa hậu Hà Kiều Anh bày tỏ. Theo Hà Kiều Anh, không thể so sánh giữa tân hoa hậu với người tiền nhiệm Lê Hoàng Phương, thay vào đó các thành viên trong đội hội đồng giám khảo đã cân nhắc để chọn người tốt nhất cho cuộc thi. Quế Anh là cô gái tốt nhất cho cuộc thi này, điều đó đã được sự đồng thuận của ban giám khảo và tôi hài lòng với kết quả này. Nếu để ý sẽ thấy Quế Anh sở hữu gương mặt sáng và rất đẹp, cô nói.